Vâng xin gửi chào tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình tin tức và bình luận trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, không còn đầy 24 tiếng nữa thì chúng ta sẽ biết được kết quả ai là tổng thống thứ 47 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cho bốn năm kế tiếp. Cho đến thời điểm này thì thưa quý vị đã có hơn 75 triệu người đã hoàn tất nghĩa vụ công dân của họ sớm. Và liệu sẽ còn bao nhiêu triệu người nữa sẽ bỏ phiếu vào ngày mai? Đây là những cái con số cuối cùng để mà đưa ra cái quyết định sự thắng thua trong cuộc uh, tuyển cử trong năm nay. Như quý vị biết, người chiến thắng chỉ cần giành được 270 phiếu của đại cử tri đoàn. Và Hoa Kỳ thì quý vị biết là có tổng cộng 538 đại cử tri. Mỗi tiểu bang sẽ có một con số cử tri đoàn khác nhau, tùy vào số các thành viên của quốc hội. Chắc chắn là nhiều quý vị ở nước ngoài sẽ không có nắm rõ được cái sự uh, vận hành này. Thì dân như cũng xin giải thích một cách ngắn gọn để cho quý vị phần nào nắm được cái tình hình. Như dân như nói rằng là Hoa Kỳ thì có tổng cộng là 538 đại cử tri. Và mỗi tiểu bang thì sẽ có số đại cử tri khác nhau. Bây giờ mình đưa ra một cái ví dụ như là Texas đi. Thì ở Texas thì họ có tổng cộng là 34 đại cử tri đoàn. Nếu mà người dân Texas đi bầu, và họ đa số chọn tổng thống Trump thì tất nhiên là ông sẽ giành được cái con số 34 đó. Và cũng tương tự cho bà Kamala Harris nếu mà bà giành được chiến thắng. Một cái thắc mắc nữa mà chắc là nhiều quý vị cũng chưa có nắm vững đó là có cần thiết trong đêm hôm đó phải đếm hết tất cả các cái lá phiếu hay không trước khi tuyên bố ai là cái người chiến thắng. Câu trả lời là không thưa quý vị. Quý vị cho rằng đó là gian lận. Mình cứ đưa ra một cái ví dụ đây, thưa quý vị. Ví dụ như New York có 2 triệu người dân đi bỏ. Đúng không ạ? Thì tầm 7 giờ chiều thì họ sẽ đóng cửa phòng phiếu. Tầm 8 giờ 8 rưỡi thì họ sẽ cho biết kết quả rằng là New York có tổng cộng 2 triệu người đi bầu. Đúng không ạ? Thì tầm 10 giờ rưỡi 11 giờ thì cái con số mà cái số phiếu mà họ đếm nó đã bắt đầu nó được công bố rồi. Thì nếu mà Tổng thống Trump nhận được ví dụ như là một triệu 400 ngàn lá phiếu đi. Thì tất nhiên là quý vị biết là ông giành được chiến thắng ở thành phố New York rồi Đúng không ạ? T là tại vì còn 600 000 lá phiếu kia Nhưng mà nếu mà có đếm đi Có đếm vào cái thời điểm đó đi chăng nữa Thì cũng không có thể là giúp cho bà Kamala Harris thắng được Là tại vì nếu đã có 1 triệu 400 ngàn lá phiếu đếm rồi Mà họ đã tổng cộng là ủng hộ tổng thống Trump hết Thì tất nhiên là cái số phiếu còn lại Không cần nhất thiết phải đếm liền Để mà biết được cái kết quả Đúng không ạ? Đó, đó lý do sao mà mình nói rằng là Đêm mai đó không cần nhất thiết phải đếm hết tất cả các lá phiếu mới công bố kết quả là vậy. Nhưng mà có vẻ như là hiện tại thì bên chiến dịch của bà Kamala Harris thì đang dở trò để mà câu giờ. Lập luận rằng là tất cả các lá phiếu phải được đếm, đếm hết tất cả rồi mới được đưa ra cái công bố. Và bây giờ thì cái chiến dịch của bà ta lên tiếng cho rằng là sẽ phải mất đến vài ngày thì mới có thể biết được cái kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống, mới biết được ai là cái người giành chiến thắng. Chiến dịch tranh cử của Kamala Harris cho biết chúng ta có thể không biết kết quả của cuộc bầu cử này trong vài ngày, nhưng chúng tôi rất tập trung vào việc giữ bình tĩnh và tự tin trong suốt thời gian này khi quá trình diễn ra. Họ đã lên kế hoạch rồi đấy thưa quý vị, rằng chắc chắn là họ sẽ kéo dài cái thời gian đếm phiếu ra đây chỉ là cái cớ để họ không chịu chấp nhận thua cuộc thôi. Chứ chẳng có gì cả. Thưa quý vị, tại sao Ấn Độ họ lại có thể đếm được 950 triệu lá phiếu chỉ trong một ngày bầu cử của họ? Mà một đất nước Hoa Kỳ như chúng ta lại không thể nào có được cái kết quả trong đêm là như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta lại tệ hơn cả Ấn Độ? Ấn Độ vào tháng 6 vừa qua là họ vừa mới có cái cuộc bầu cử đó, thưa quý vị. 950 triệu người đi bầu và họ đếm được hết tất cả các lá phiếu đó chỉ trong một ngày hôm đó. Trong khi Hoa Kỳ thì họ nói rằng là sẽ phải mất nhiều ngày. Cho đến thời điểm này thì các cuộc thăm dò cho thấy Tổng thống Trump đang dẫn trước Kamala ở tất cả các tiểu bang chiến trường. Ở Nevada thì ông hơn bà 5 điểm, North Carolina 3 điểm, Georgia 3 điểm, Michigan 1 điểm, Pennsylvania 2 điểm, Wisconsin 1 điểm. Đây là cái cuộc thăm dò của Atlas Intel Cho biết là Tổng thống Trump có thể sẽ giành được tới 312 phiếu đại cử tri đoàn trong đêm Nếu thật sự như thế thì chúng ta ắt sẽ có một đêm thật là tuyệt vời đúng không thưa quý vị Nhưng mà để biến nó thành sự thật thì quý vị phải đi bầu <laughs> Nếu quý vị nào chưa đi bầu thì ngày mai quý vị phải đi bầu Không những thế phải rủ thêm bạn bè đi bầu chung với quý vị nữa và đây chỉ là một cái cuộc thăm dò thôi thưa quý vị. Còn nhiều các cuộc thăm dò khác thì lại cho rằng là Kamala Harris hiện tại đang dẫn trước Tổng thống Trump. Cho nên cuối cùng chúng ta không biết được cái cuộc thăm dò nào đúng, cuộc thăm dò nào sai. Bây giờ chúng ta đừng có quan tâm đến những cái cuộc thăm dò nữa. Mà chúng ta phải hành động. Đó là chúng ta phải đi bầu. Nếu mà chúng ta đi bầu càng đông thì cơ hội giành chiến thắng cho Tổng thống Trump phải nói là rất là cao thưa quý vị. Hôm nay thì bên chiến dịch của cựu tổng thống Trump cũng đã công bố dữ liệu cho thấy là chiến dịch của ông đang giành được nhiều ưu thế trong cuộc bỏ phiếu sớm tại các tiểu bang chiến trường so với số liệu trong chu kỳ bầu cử năm 2020. Một nguồn tin trong chiến dịch nói với tờ New York Post rằng những cử tri mới và không thường xuyên đi bỏ phiếu đã đi bỏ phiếu năm nay và nghiêng về đảng Cộng hòa hơn là đảng Dân chủ. Theo nguồn tin thì ba tiểu bang chiến trường khác nơi không có dữ liệu về đảng phái trong cuộc bỏ phiếu này thì chiến dịch của Tổng thống Trump cũng đang nhìn thấy những điểm sáng có thể báo trước một kết quả thuận lợi. Thưa quý vị, năm 2020 thì chúng ta có tổng cộng 252 triệu người dân đi bỏ Có nghĩa là thua xa cho Ấn Độ. Ấn Độ họ đi bầu đến tới 950 triệu người. Và hiện tại bây giờ thì đã có 76 triệu người đã đi bỏ phiếu sớm rồi. Và cái đặc biệt hơn nữa là 76 triệu người đi bỏ phiếu sớm này thì đa số là những người ủng hộ Tổng thống Trump. Có nghĩa là sao thưa quý vị? Có nghĩa rằng là có vẻ như là Đảng Dân Chủ năm nay họ không có mấy hào hứng cái việc đi bỏ phiếu cho Kamala Harris thì phải. Có vẻ như họ không có hưởng ứng lắm. Và như quý vị biết rồi đó, thành phần da đen, đặc biệt là nam giới, không mấy ưa và Kamala Harris hầu hết là họ quay sang ủng hộ tổng thống Trump. Rồi thưa quý vị, quý vị quên đi một cái một cái thành phần mà có thể sẽ làm thay đổi cái cuộc đua này, đó là những người Amish. Những người này họ sống ở trong một cái cộng đồng riêng của họ. Họ vẫn mặc những cái đồ quần áo ngày xưa, phương tiện của họ di chuyển đó là bằng ngựa và ngồi trên những cái chiếc xe như quý vị biết. Đây là cái thành phần ủng hộ tổng thống Trump. Và năm nay thì những cái thành phần trẻ đó đi bỏ phiếu lần đầu tiên ở Pennsylvania đó thì có rất là nhiều. Và họ đã kéo nhau về thành phố để mà bỏ phiếu cho tổng thống Trump trong cuối tuần vừa qua. Không những thế thưa quý vị, người gốc Do Thái Ai cũng nghĩ rằng là Do Thái thì họ sẽ ủng hộ cho Kamala Harris, ủng hộ cho Đảng Dân Chủ. Nhưng mà năm nay thì không thưa quý vị. Hầu hết người gốc Do Thái họ ủng hộ cho tổng thống Trump là tại vì họ muốn kết thúc chiến tranh, họ muốn hòa bình, họ thật sự không muốn chiến tranh tiếp tục nữa thưa quý vị. Nếu mà chọn Kamala Harris thì bà ta sẽ tiếp tục kéo dài cái cuộc chiến này để làm gì thưa quý vị? để kiếm tiền, súng, đạn, dược thưa quý vị. Đó. Và như quý vị biết rồi, Liz Cheney ủng hộ cho bà ta là tại vì bà này là cái người cuồng chiến tranh. Ngay chính những chính trị gia của MSNBC bây giờ cũng đã phải lên tiếng cho rằng là con số đi bầu sớm có vẻ đáng sợ. Tức là họ đang lo sợ cho đảng Dân Chủ đó thưa quý vị. Có vẻ như là đảng Dân Chủ không mấy hứng thú trong cái cuộc bầu cử năm nay. Quý vị biết rồi 14 triệu người của đảng Dân Chủ họ bỏ phiếu cho ai? Họ bỏ phiếu cho Joe Biden. Kamala Harris là cái người chưa hề nhận được bất cứ một cái lá phiếu nào của người dân. Quý vị nên nhớ điều đó. Bà ta là cái người được Tổng Bí Thư Obama sức giàu tấn phong. Chứ bà ta chưa hề nhận được một cái lá phiếu nào của người dân cả. Cho nên cái việc mà cử tri dân chủ không có hào hứng lắm trong việc đi bỏ phiếu năm nay. Đó cũng là cái lý do đó thưa quý vị mình nghĩ là như vậy trong khi đó chúng ta thấy những cuộc vận động của tổng thống trump hàng chục ngàn người đổ về để mà ủng hộ ông để mà nghe ông phát biểu đó thôi cũng để chúng ta thấy được rằng là cái cơ hội ông giành chiến thắng nó rất là cao chúng ta không cần phải dựa vào những cái cuộc thăm dò này cuộc thăm dò kia thưa quý vị tại vì tất cả những cuộc thăm dò là họ cũng chỉ có hỏi một số những cái thành phần tầm 500, 600 người thôi. Nó không phải là cái con số chính xác để chúng ta có thể tin vào. Và một cái điểm nữa thưa quý vị, một cái cuộc đánh giá mới đây cho thấy rằng là hầu hết những người ủng hộ cho Tổng thống Trump, họ lại không muốn trả lời cho những cái cuộc thăm dò này. Có nghĩa là khi mà người ta được gọi điện thoại, người ta hỏi rằng là bạn sẽ chọn ai bầu ai thì họ lại không có đưa ra cái câu trả lời. Họ muốn giữ đó cho họ. Nhưng mà đó là, là những cái người ủng hộ cho Tổng thống Trump. Cho nên là những cái cuộc thăm dò này là nó không có thật sự là đúng thưa quý vị. Đó, như mình nói là chỉ cần nhìn những cái cuộc vận động của Tổng thống Trump ở mỗi cái khu vực mà ông đến thì quý vị thấy số lượng người không? Nó rất là đông. Đó cũng là cái cách mà ông có thể đánh giá thăm dò được những người ủng hộ ông là bao nhiêu đó thưa quý vị. Điển hình thôi, và hôm cuối tuần, ông đến Virginia, thành phố Salem. Đây là một trong những tiểu bang xanh đậm chưa hề về tay của Đảng Cộng Hòa bao giờ cả. Nhưng mà có thống đốc của Đảng Cộng Hòa, thưa quý vị. Quý vị chỉ cần nhìn cái lượng người đổ về để nghe ông phát biểu trong đêm hôm đó rồi, quý vị cũng là thấy rồi. 32.000 người đã tham dự đêm hôm đó ở Virginia. Thử hỏi rằng Kamala Harris có thể thu hút được bao nhiêu người đến với cái cuộc vận động tranh cử của bà ta. Nếu mà bà ta không dụ họ rằng là sẽ có ca sĩ về hát Thì liệu rằng sẽ có bao nhiêu người về nghe bà phát biểu Điển hình hôm nay thưa quý vị ở Pennsylvania, thành phố Allentown Mặc dù là bà đã đưa xe bớt ra để mà dồn người lên xe bớt Để mà chở họ đến cái khu vực mà bà vận động Nhưng mà nó cũng không đủ lấp đầy được cái phòng tập thể dục của một cái trường học là cái vị thấy được cái lượng người ủng hộ bà ta như thế nào rồi. Cho nên là luôn luôn bà ta phải dựa vào là hô hôm nay là tôi sẽ có ca sĩ này hát, tôi sẽ có danh hài này biểu diễn trình diễn vân vân. Người dân họ đến với cái cuộc vận động của bà là họ để nghe ca sĩ hát, để xem diễn viên hài diễn kịch chứ không phải là đến để mà nghe bà phát biểu thưa quý vị. Tại vì khi mà họ đến đó thì họ biết được một điều là bà ta nói năng cũng chẳng ra gì cả mà nếu mà bà ta không có được cái sự trợ giúp của cái máy chạy chữ thì coi như là bà ta cứng họng không biết nói gì cả đây điển hình thưa quý vị mới đây vào cuối tuần này khi bà ta đang phát biểu thì một lần nữa máy chạy chữ lại có trục chặt vấn đề và rồi bà ta không biết phải làm sao nữa thưa quý vị cái người phụ nữ này có vẻ như là một con robot thưa quý vị có nghĩa là nếu mà ra ngoài kịch bản là bà ta không biết phải làm gì cả bà ta cứng họng và bà ta lập đi lập lại cái 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 cái, cái từ mà bà ta vừa mới phát biểu lúc nãy trước khi cái you know máy what? chạy chữ nó có vấn đề quý vị xem cái đoạn video thì quý vị Where có thể thấy được here what we are looking at is a difference in this election let's move forward and see where we are because on the issue for example of freedom of choice That's okay. <cười> <cười> là bà ta không thể nào tự nói được cái điều gì cả lúc nào cũng phải nhờ đến... Cái sự hỗ trợ của máy chạy chữ Thì bà ta mới có thể nói được Có nghĩa là sao thưa quý vị Có nghĩa là bà ta thật sự không tin những gì bà đang nói Người phụ nữ này thật sự là Không có một cái năng khiếu nào cả thưa quý vị Cho đến bây giờ mình vẫn không hiểu Tại sao mà có nhiều thành phần lại Ủng hộ cho bà ta Bà ta đã làm được gì cho đất nước thưa quý vị 4 năm vừa qua bà ta đã làm được gì cho đất nước này Không làm được một cái gì cả thưa quý vị Bất tài vô dụng Bà là một trong những cái người mà bị duyệt, truyền thông vào cái thời điểm đó cho rằng là một vị tổng một người phó tổng thống tệ nhất trong lịch sử của đất nước Hoa Kỳ. Ấy thế vậy mà khi mà tổng bí thư Obama tấn phong bà ta thì tự nhiên cái sự ủng hộ của bà ta nó tăng vọt. Quý vị có tin được hay không? Thưa quý vị, cho nên rằng là nếu mà nói tổng thống Trump sẽ thua trong cuộc bầu cử năm nay thì phải nói là chỉ có là do cái đảng dân chủ này nó gian lận một cách thật là tinh vi thì ông ta mới thua được thôi thưa quý vị. Đó thưa quý vị, đó. Cái số lượng người đi bầu sớm bây giờ đang là một cái vấn đề làm cho Kemla Harris run sợ hoảng loạn. Họ không ngờ rằng Đảng Cộng hòa lại có thể đi bỏ phiếu sớm như vậy. Họ luôn luôn nghĩ rằng là Đảng Cộng hòa là một cái đảng luôn trung thành với cái việc rằng là chỉ đi bỏ phiếu trong đúng ngày bầu cử thôi trước giờ đảng cộng hòa chưa hề đi bỏ phiếu sớm thưa quý vị ngay trước mình cũng vậy đây là lần đầu tiên mình đi bỏ phiếu sớm chứ đáng lẽ ra là phải đúng ngày đó thì mình mới đi bầu cho nên là đảng dân chủ nó đang lo sợ nó đang hãi hùng thưa quý vị nó hoảng loạn lên là tại vì tại sao lại có cái lượng người đi bỏ phiếu sớm đông quá như vậy Trước giờ là chỉ có đảng Dân Chủ mới đi bỏ phiếu sớm thưa, thưa quý vị Và rồi vào cái ngày bầu cử đó Thì họ không có đi bầu Cho nên là bây giờ mình cũng đang mong rằng là Đến cái ngày bầu cử thì số người mà đi bầu đó Cũng vẫn là những cái thành phần của đảng Cộng Hòa Thì chắc chắn 100% Tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng Vẻ vang thưa quý vị Đảng Cộng Hòa đã không làm những gì họ làm trước đây Lần trước Trump đã nói rằng đừng bỏ phiếu sớm nên họ đã không làm. Đảng Cộng hòa có lợi thế về số phiếu bầu sớm. Khi số phiếu bầu sớm xuất hiện, tình hình sẽ có chút khác biệt so với năm 2020 và điều đó là thật đáng sợ. Đó. Đây thưa quý vị, những con số mới được công bố ở Nevada, một tiểu bang giao động quan trọng cho thấy là số phiếu bầu sớm mang tính lịch sử của Đảng Cộng hòa những người dẫn trước Đảng Dân Chủ khoảng 5% trong cuộc bỏ phiếu sớm kết thúc vào hôm cuối tuần. Và lúc nãy mình nói sao tới quý vị, cái Đảng Dân Chủ này nó sẽ, cái Đảng Dân Chủ này chắc chắn nó sẽ có gian lận. Đây thưa quý vị, một cái video mới nhất mà cho như mới thấy được đây. Một thanh niên ở Lincoln, Nebraska đeo một cái chiếc ba lô, trong đó đựng đầy các cái lá phiếu và cái thanh niên đã làm gì thưa quý vị? Đã dồn hết tất cả những cái lá phiếu đó vào trong cái thùng bỏ phiếu. Hên là người dân quay phim lại được thưa quý vị. Và chắc chắn là cái đoạn video này sẽ được gửi đến cho chính quyền để mà họ giải quyết. Đó. Gian lận ở đây đó thưa quý vị. Và không những thế mà cái chàng thanh niên này còn chụp hình lại là mình đã hoàn tất công việc đó. Thưa quý vị, đây là những cái thành phần được Đảng dân chủ trả tiền để cho họ làm những cái việc này. Họ in ra những cái lá phiếu và họ tự điền vào chọn Kamala Harris và sau đó là cử người đi đến các cái khu vực bỏ phiếu, bỏ vào các cái thùng phiếu. Đó lý do tại sao mà Đảng Cộng Hòa yêu cầu là tất cả các cái khu vực mà có đặt những cái thùng phiếu đó đó là phải có camera, phải có máy quay trực tiếp 24 trên 24 là vậy. Nhưng mà phe dân chủ thì họ không đồng ý thưa quý vị. Không đồng ý là tại vì họ muốn gian lận ở trong đó, có vậy thôi vâng thưa quý vị đây không còn là lúc mà chúng ta ngồi đó nhìn đất nước này sụp đổ thưa quý vị đất nước hoa kỳ này đang cần đến cái sự hỗ trợ của chúng ta cần chúng ta giúp đỡ nên quý vị hãy cầm điện thoại lên liên lạc với người thân của quý vị liên lạc với bạn bè của quý vị hỏi xem họ đã đi bầu chưa nếu chưa thì khuyến khích họ, nhắc nhở họ ngày mai phải đi bầu thưa quý vị. 7 giờ sáng là phòng phiếu đã mở rồi. Chắc chắn một điều là chúng ta sẽ phải mất thời gian để mà xếp hàng để được vào bên trong. Xin mang một chiếc ghế theo. Mang theo nước, mang theo thức ăn. Khi chúng ta đang xếp hàng, chờ để đến phiên vào bên trong. Kiên nhẫn chờ thưa quý vị. Đừng có nản bỏ cuộc mà ra về chúng ta phải chọn để bầu Tổng thống Trump trong năm nay. Tất nhiên là cái hàng xếp hàng sẽ rất là dài. Xin quý vị kiên nhẫn. Thưa quý vị, đây là cái cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể cứu lại đất nước vĩ đại này. Cứu đất nước này khỏi bàn tay của một kẻ cấp tiến xã hội chủ nghĩa. Đừng để họ cướp đi cái quyền tự do của chúng ta thưa quý vị. Đừng để họ nhấn chìm đất nước này xuống tận đáy sâu. Và chúng ta sẽ không có cơ hội nào để mà leo lên lại được nếu mà la Harris giành chiến thắng. Chắc chắn nếu bà ta cầm quyền thì cái đất nước này không chỉ 4 năm dưới sự lãnh đạo của bà ta, của đảng Dân Chủ mà sẽ là cả 100 năm thưa quý vị. Tại sao mình nói như vậy thưa quý vị? Là tại vì nếu mà la hãy giành chiến thắng và cả Hạ viện và Thượng viện của Quốc hội cũng như Tòa Bạch Ốc về tay của đảng Dân Chủ thì quý vị biết họ sẽ làm gì hay không? Chắc chắn một điều là họ sẽ xóa bỏ thủ tục cản trở thượng viện. Họ sẽ bổ sung thẩm phán vào tòa án tối cao. Họ sẽ trao quyền cho Washington DC và Puerto Rico trở thành thêm hai tiểu bang nữa. Tức là thành phần của Đảng Dân Chủ sẽ lại có thêm thành viên ở Hạ viện và Thượng viện nữa. Rồi họ sẽ làm gì thưa quý vị? Họ sẽ thiết lập quyền kiểm soát liên bang đối với các cuộc bầu cử. Phân chia lại khu vực bầu cử và các cái chiến dịch và rồi cái cơ hội để đảng cộng hòa có thể giành lại chiến thắng sẽ không còn được nữa thưa quý vị nhìn đâu xa chúng ta chỉ cần nhìn california thôi thử hỏi có một thành viên nào của đảng cộng hòa có thể giành lại được california hay không thưa quý vị chắc chắn không đảng dân chủ đã cai trị california trong bao nhiêu thập kỷ rồi thưa quý vị chúng ta muốn đất nước này trở thành một đất nước độc đảng hay sao thưa quý vị? Tại sao có cả hàng trăm ngàn người di dân ở trên khắp thế giới ùa vào đất nước Hoa Kỳ này? Là tại vì họ đang muốn tìm tự do. Họ biết đây là cái đất nước có thể biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Họ ùa vào để mong muốn tìm được công ăn việc làm. Tại sao họ lại không ở cái đất nước của họ mà họ lại tìm đến đất nước Hoa Kỳ này? Ngay chính những người Việt Nam thưa quý vị, họ đã phải mất cả hàng chục ngàn đô la để mà họ tìm cách để mà lọt vào trong đất nước Hoa Kỳ này. Vì sao? Tại sao họ không ở Việt Nam để sinh sống thì thưa quý vị? Nếu mà đất nước Việt Nam quá tốt đẹp, quá hạnh phúc. Tại sao họ phải mò sang đến bên đây? Cũng giống như chúng ta thưa quý vị, chúng ta phải chạy trốn khỏi cái chính quyền cộng sản đó. Là vì, là vì sao? Là vì chúng ta muốn được tự do. Nhưng mà có vẻ như là một số quý vị lại đang thèm khát, mong muốn được trở lại những gì mà quý vị đã từng bỏ chạy. Thưa quý vị, đã đến lúc chúng ta phải hành động để cứu lấy nền dân chủ này. Cứu lấy nơi mà chúng ta hiện đang sinh sống. Vì không chỉ cho chúng ta thôi thưa quý vị, mà cho cháu chúng ta, cho chắc chúng ta, cho đời sau của chúng ta. Để sau này, những con cháu của chúng ta nó sẽ không có oán hận trách chúng ta vì chúng ta đã không làm gì để cứu lấy một đất nước vĩ đại trên hành tinh này. Thưa quý vị, hôm nay là đúng 107 ngày mà Kamala Harris được Obama tấn phong. Một người chưa hề nhận được một bất kỳ, bất cứ một cái lá phiếu nào thưa quý vị. Quý vị nghĩ rằng là quý vị sẽ chọn bà ta. Chỉ vì bà ta hứa hẹn sẽ đem lại niềm vui và hy vọng cho cho quý vị. Biden đã từng hứa sẽ xây dựng lại đất nước này tốt đẹp hơn hay sao? Quý vị đã thấy được cái sự xây dựng tốt đẹp hơn chưa? Nếu chưa thì tại sao quý vị lại dám đặt cược để cho kem la harris thêm một cơ hội nữa để bà ta có thể phá nát đất nước này thưa quý vị đất nước này chưa đủ nát bấy hay sao thưa quý vị Từ hỏi quý vị có dám để cho một người không biết lái xe chở quý vị đi đó đi đây hay không Từ hỏi quý vị có dám ăn một cái món ăn của một người không hề biết nấu nướng hay không nhưng mà có vẻ như quý vị đang làm cái điều đó ủng hộ cho kem la harris là quý vị đang ủng hộ cho một cái sự chết chóc thưa quý vị. Chỉ một cái ví dụ nho nhỏ thưa quý vị. California bây giờ hiện đang đưa ra cái dự luật 36. Sẽ có nghĩa là sẽ bỏ tù và bắt phạt những cái thành phần trộm cướp ma túy. Hiện tại bây giờ nếu mà quý vị sang California vào các cái tiệm sang trọng ăn cắp đồ. Miễn sao quý vị trôm dưới 500 đô la. Quý vị bước ra thoải mái. Không bị cản không bị bắt Thì quý vị nghĩ rằng những cái chủ nhân của các cái tiệm đó Họ sẽ tồn tại được bao lâu Hiện tại bây giờ nó đang diễn ra ở California đó thưa quý vị Không chỉ California mà tất cả những cái thành phố Của đảng Dân Chủ đang cầm quyền bây giờ Họ để tự do cho những cái thành phần trộm cướp này Vào các cái cửa hàng, các cái tiệm Trôm đồ thoải mái và đi ra Không bị an ninh, không bị cảnh sát bắt Và bây giờ California mới đưa ra cái dự luật 36 rằng là những cái thành phần này sẽ bị trị tội nếu mà tái phạm. Có nghĩa là họ vẫn có thể làm được lần đầu tiên thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà bị bắt rồi lần thứ hai mà tái phạm thì sẽ bị bắt và bỏ tù. Và ngày hôm qua thì Kamala Harris đã bỏ phiếu bầu cho cái tiểu bang của bà đó là California. Và khi phóng viên hỏi rằng là bà chọn yes hay no ở trong cái dự luật về trộm cướp đó thì bà đã không trả lời. Tại sao bà lại không trả lời thưa quý vị? Tại vì bây giờ vấn đề là bà nếu mà bà trả lời là ô tôi đồng ý cái việc là sẽ phải đưa ra cái luật lệ này và bắt những cái thành phần trộm cướp này thì chẳng khác nào bà sẽ mất đi khá nhiều cái phiếu bầu cho bà của những cái thành phần trộm cướp này, nghiện ngập ma túy này. Bà là đảng của những cái tên trộm cướp của những cái phần sử dụng ma túy đó thưa quý vị. Cho nên bà ta nói rằng là bà ta không có câu trả lời. Bà bà chỉ nói rằng là lá phiếu của bà đã được chuyển đi. Có nghĩa là cái người phụ nữ này ủng hộ cho những cái tên trộm cướp này thưa quý vị. Quý vị thấy rằng bà ta có đứng về phe của những cái người làm việc tôn trọng luật pháp hay không? Không. Bà ta ủng hộ cho những cái thành phần phá hoại đất nước này này. Nếu mà quý vị chọn cho bà ta, quý vị bầu cho bà ta, có nghĩa là quý vị cũng là cái người đang tiếp tay để mà ủng hộ cho những cái tên trộm cướp này hoành hành đất nước này đó. Thử hỏi một ngày nào đó chúng nó ập vào nhà của quý vị nó trộm cướp, nó ập vào cửa tiệm của quý vị để nó giật đồ, rồi quý vị sẽ còn ủng hộ cho la Harris nữa hay không? Thưa quý vị hôm nay Kamala Harris và Tổng thống Trump đã có những cái bài phát biểu cuối cùng của họ trước cử tri tại cái khu vực của tiểu bang Pennsylvania vào cùng cái thời điểm luôn thưa quý vị có vẻ như là hai người hôm nay dành chọn cái ngày cuối cùng của họ tại cái tiểu bang chiến trường này để nhằm cái cơ hội giành được cái sự ủng hộ của người dân. Tổng thống Trump thì đã lên sân khấu ở Reading cách Allentown khoảng 30 dặm nơi mà bà Kamala Harris tổ chức sự kiện của bà. Tổng thống Trump cho rằng nếu mà chúng ta thắng Pennsylvania thì chúng ta có thể thắng toàn bộ Đúng thế thưa quý vị, nếu mà Tổng thống Trump mà giành chiến thắng ở Pennsylvania thì coi như là ông lật ngược được 19 phiếu đại cử tri đoàn, tức là ông đã chọc thủng được cái bức tường xanh. Khi mà người ta nói khi mà người ta nói cái bức tường xanh đó thưa quý vị, có nghĩa là những cái tiểu bang đó là của Đảng dân chủ khó có thể nào mà giành chiến thắng được hết. Nhưng mà nếu mà ông giành được chiến thắng là ông đã chọc thủng được cái bức tường là vậy đó. Kamala Harris thì cũng đã dành toàn bộ cái ngày hôm nay của bà ở Pennsylvania. Bà cho rằng là chúng tôi cần mọi người phải đi bỏ phiếu. Điều đặc biệt là trong 48 tiếng đồng hồ cuối cùng của cái cuộc uh, của cái trận đua này thì Kamala Harris đã quyết định không có còn gọi tổng thống Trump là Hitler, không còn gọi ông là phát xít, không còn coi ông là kẻ nguy hiểm cho nền dân chủ thưa quý vị. Hà cứ chi bà ta lại thay đổi như vậy thưa quý vị. Tại vì họ nhận đã được rằng là cái chiến lược tấn công ông như vậy nó không có hiệu quả. Nó lại có phản ứng ngược lại. Bây giờ thì chiến dịch tranh cử của bà cho rằng là không nêu tên Trump là cố ý vì cử tri muốn thấy ở nhà lãnh đạo của họ một tầm nhìn lạc quan, đầy hy vọng và yêu nước cho tương lai. Ô oh, oh, trời ơi! Tức vì tổng thống Trump cũng đã đến North Carolina trước khi ông đến thăm thành phố Reading ông đến Pittsburgh rồi ông đã tổ chức một cuộc vận động tranh cử cuối cùng ở chính cái nơi, cái địa điểm mà ông đã từng kết thúc chạy đua vào năm 2016 và năm 2020 thưa quý vị. Và thưa quý vị, thì hôm nay thì bên phía Đảng Cộng Hòa cũng đã nhận được thêm một cái tin vui. Đó là tòa án tối cao ở Georgia đã ra quyết định rằng các lá phiếu vắng mặt được gửi muộn đến cử tri ở quận Coffs sẽ phải được tính nếu chúng được trả lại cho các viên chức bầu cử trước ngày bầu cử. Đây là một chiến thắng cho chiến dịch của Tổng thống Trump. Đây là một trong những cuộn do Đảng Dân Chủ điều hành. Họ muốn nhận 3.000 cái lá phiếu vắng mặt sau cái ngày bầu cử. Nhưng mà bây giờ thì cái phạt tòa phán quyết cho rằng là phải đưa đến đó vào trước cái ngày bầu cử thì họ mới công nhận thưa quý vị. Cùng trong ngày hôm nay thì thẩm phán ở Pennsylvania cũng đã cho phép ông Elon Musk tiếp tục tặng 1 triệu đô la cho người dân cho đến hết ngày 5 tháng 11 cho những ai ghi danh bầu cử. Đó quý vị thấy không? Ông ta chi số tiền của ông ta ra cho những ai ghi danh đi bầu thì bị cho rằng là ông ta lạm dụng câu phiếu. Trong khi cái chính quyền Biden, Kamala Harris thì họ lấy cái tiền thuế của người dân trả cho những sinh viên học sinh, xóa nợ cho họ để kiếm phiếu thì họ lại không có bị lên án. Rồi họ cũng lấy tiền thuế của người dân để hỗ trợ cho những cái thành phần di dân lậu để một lần nữa kiếm phiếu. Quý vị biết rồi, California bây giờ là ai vô, cũng được cả. Không cần phải đưa ra cái chứng minh nhân dân muốn vào bầu là cứ việc bào vào thôi tất cả những hành động này không hề bị lên án nhưng mà ông Elon Musk thì lại bị tấn công tiền là tiền của ông đưa ra thưa quý vị ông không có làm sai luật tí nào cả thì ông lại bị lên án cuối tuần vừa qua thì Kamala Harris cũng đã xuất hiện trong cái chương trình Saturday Night Live thưa quý vị của NBC nhưng mà cái đó là phạm luật. NBC đã phạm luật khi mời bà ta vào tham gia chương trình mà lại không mời Tổng thống Trump. FCC đã lên tiếng. Đây là Ủy ban Truyền thông Liên bang. Cho biết là đài này đã vi phạm các cái quy định liên bang về thời lượng phát sóng ngang nhau. Yêu cầu họ phải cung cấp thời lượng và vị trí tương tự cho Tổng thống Trump. Cũng vì thế mà bây giờ NBC đã buộc phải cho phép Tổng thống Trump phát Một cái quảng cáo dài 90 giây Trong cái chương trình Football Và cái chương trình đua xe thưa quý vị Tự nhiên ông được phát sóng miễn phí thưa quý vị Thấy không Chắc chắn một điều là ông cũng chẳng quan tâm gì Cái việc xuất hiện ở trên cái chương trình Saturday Night Live thưa quý vị Một cái chương trình hài kịch Sống vào mỗi thứ bảy Cái chương trình đó Thì ông cũng đã từng tham gia trước kia Từng được yêu thương Thưa quý vị nhưng mà đây cho chúng ta thấy rằng là NBC đã công khai một một cách trắng trợn ủng hộ Kamala Harris. Ai chúng ta cũng biết, chúng ta ai cũng nếu mà chúng ta sinh sống ở trong đất nước Hoa Kỳ này chúng ta cũng biết được. Tất cả những cái đài cơ quan truyền thông này đều ủng hộ Đảng Dân chủ, đều về phe Đảng Dân chủ. Không hề họ có những cái tin tức nào mà phải nói rằng là thân thiện với Đảng Cộng hòa cả. Toàn là đưa những cái tin tức tiêu cực. Cho nên rằng là nếu mà Tổng thống Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay thì chắn rằng là những cái cơ quan truyền thông này sẽ mất hết cái lượng khán giả. Người dân sẽ quay mặt lại với truyền thông. Họ không còn tin tưởng truyền thông nữa thưa quý vị. Đây, trong 3 năm liên tiếp, nhiều người lớn tuổi ở Hoa Kỳ đã không còn tin tưởng phương tiện truyền phương tiện truyền thông. Đó là những người lớn đó thưa quý vị, 36%. Trong khi đó, 33% những người trung niên cũng cho biết là không còn tin tưởng nhiều lắm. Đó. Có nghĩa là hơn 50% người dân Hoa Kỳ không còn tin tưởng vào cái cơ quan truyền thông nữa là vậy đó. Cái cơ quan truyền thông báo chí truyền hình này bây giờ họ là công cụ của Đảng Dân chủ. Họ là cái tiếng nói chính thức của Đảng Dân chủ. Cho nên bây giờ họ nghe răm rắp những gì mà Kamala Harris đưa ra. Bảo cho rằng đừng có nên công bố vội cái kết quả thì bây giờ họ nói dạ vâng ạ, sẽ không công bố đâu. Đó, là vậy đó. Và, và, một cái bản tin cuối cho như cũng muốn gửi đến quý vị và các bạn trong ngày hôm nay đó là để chuẩn bị cho những cuộc bạo loạn của Đảng Dân Chủ. Thì hôm nay dinh phó tổng thống đã được bảo vệ bởi hàng rào cao lên đến 8 feet. Không những thế mà họ còn có những cái mũi nhọn ở phía trên nhằm ngăn cản những cái thành phần bạo loạn có thể trèo vào. Đó quý vị thấy là cười hay không? Họ mở cửa cho di dân lậu có thể tràn vào đất nước này nhưng mà họ lại xây dựng bức tường để mà cản trở người dân không được phép vào nhà của họ họ lo cho an nguy của họ nhưng mà họ lại không hề quan tâm đến cái an nguy của người dân này thưa quý vị đó là quý vị thấy được cái đảng dân chủ này nó thật sự là vì ai vì dân hay là vì họ vì quyền lợi của họ Vâng thưa quý vị, đó cũng là một số cái tin mà Trân Như muốn chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng là vào tầm 11 giờ rưỡi đêm mai thì chúng ta sẽ biết cái kết quả ai là người chiến thắng. Và chúng ta cũng mong như thế thưa quý vị, nhưng mà cho đến thời điểm này thì chúng ta không thể đoán được điều gì cả. Thì ngày mai Trân Như vẫn tiếp tục trở lại với quý vị và sẽ gửi đến quý vị nếu Kamala Harris thua cuộc thì sao? Ai là cái người sẽ bị lên án nặng nhất. Mời quý vị đón xem vào chương trình ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.